Phước Yên xin chào quý khán giả và bà con cô bác. Hôm nay Phước Yên giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác toàn cảnh khu chợ lớn vào ngày cận Tết. Đây là đường Hải Thượng Lãn Ông, phía trước là dòng xoay Phan Đình Phùng. Tại dòng xoay này, phía bên trái là Bưu điện Quận 5, phía bên phải là đường Châu Văn Liêm. Toàn cảnh khu vực bán đồ trang trí Tết tại đường Hải Thượng Lãn Ông. Các tượng thú cưng thật dễ thương, dùng để bỏ tiền tiết kiệm.
toàn cảnh khu bán đồ trang trí Tết tại ngã tư Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Hưng. Tại cửa hàng này chuyên bán sỉ và lẻ, bao lì xì Tết, thiệp sinh nhật, trang trí đồ cưới để Tết nhìn rất đẹp. Toàn cảnh khu vực gần chợ Kim Biên trên đường Hải Thượng Lãn Ông. Khu vực ngã ba Đỗ Ngọc Thạch, Hải Thượng Lãn Ông. Nhìn phía đối diện là chợ Kim Biên. Toàn cảnh khu chợ Kim Biên những ngày cận Tết. Phía trước là đường Kim Biên bên hông chợ. Tại chợ Kim Biên chuyên cung cấp các mặt hàng điện gia dụng và hóa chất. Toàn cảnh khu vực đường Vạn Tượng bên hông chợ. Khu vực phía sau chợ Kim Biên tại đường Phan Văn Khỏe. Khu vực ngay đường Hồng Lạc và công viên Cửu Long.
vực này chuyên bán bao bì, giấy dầu, vỏ sách các loại. Bên phía đối diện có một cửa hàng chuyên bán về bàn thờ và tượng Phật. Nhìn qua phía đối diện đường Học Lạc là khu chợ thuốc. Trong công viên Cửu Long có một cái hồ nhỏ và tượng con rồng. Khu vực đường Lê Quang Xung tại bến xe Chợ Lớn. Tại khu vực này chuyên bán các mặt hàng về đồ nhựa và tạp hóa. Toàn cảnh khu vực đường Chu Văn An. Đây là đoạn Lê Quang Xung Tháp 10. Khu vực này chuyên bán các loại giấy, ly, chén nhựa, bịch ni lông và các loại khác. Khu vực đường Lê Quang Xung, đoạn Chu Văn An và Nguyễn Hữu Thận. Khu vực ngã ba Nguyễn Hữu Thận Lê Quang Xung. Toàn cảnh khu vực đường Nguyễn Hữu Thận phía trước chợ Bình Tây. Tại khu vực này chuyên bán các loại như vớ, nón, khẩu trang, quà lưu niệm, kẹp tóc và các loại khác. Nhìn phía trước là chợ Bình Tây. Cổng chính chợ Bình Tây tọa lạc tại đường Tháp 10. Thank you.
khu vực bên hông chợ Bình Tây, nhìn phía đối diện là đường Lê Tấn Kế. Toàn cảnh khu vực bên hông chợ Bình Tây tại đường Lê Tấn Kế. Tại khu vực này chuyên bán các loại tôm khô, khô cá các loại. Khu vực cổng chính chợ Bình Tây tại đường Tháp Mười, ngay ngã ba đường Nguyễn Hữu Thời. Toàn cảnh bãi giữ xe trước chợ Bình Tây. Toàn cảnh bên hông chợ Bình Tây tại đường Trần Bình. Tại khu vực này chuyên bán nấm, bánh tráng, kẹo, mứt, đồ chơi và các loại khác. Khu vực phía sau chợ Bình Tây tại đường Phan Văn Trạch. Tại khu vực này bán các mặt hàng như nhang và tạp hóa. Khu vực đường Phan Văn Khỏe, đoạn Trần Bình và Chu Văn An. Tại khu vực này chuyên bán các mặt hàng về tạp hóa. Khu vực đường Chu Văn An, đoạn Phan Văn Khỏe, Tháp Mười. Khu vực này chuyên bán các mặt hàng về tạp hóa. Khu vực gần ngã ba Tháp Mười và Chu Văn An.
Tại khu vực này có một số cửa hàng bán đồ chơi. Khu vực đường Tháp 10, đoạn Chu Văn An và Ngô Nhân Tịnh. Tại khu vực này chuyên bán các mặt hàng nhựa và bông hoa giả. Các loại bông hoa để trang trí vào dịp Tết nhìn rất đẹp. Toàn cảnh đường Ngô Nhân Tịnh, đoạn Tháp 10, Phan Văn Khỏe. Khu vực ngay ngã tư Ngô Nhân Tịnh, Phan Văn Khỏe. Tại khu vực này mới xây dựng một con kênh nhìn rất đẹp. Nhìn phía đối diện là một tòa nhà cao tầng tọa lạc tại đường Phan Văn Khỏe. Khu vực đường Bảy Sậy ngay ngã tư Bảy Sậy Chu Văn An. Tại khu vực này chuyên bán các mặt hàng tạp hóa. Phước Yên đã giới thiệu đến quý khán giả và bà con cô bác toàn cảnh khu vực Chợ Lớn. Phước Yên xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả và bà con cô bác ở những video sau.